Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Hải sẽ thực hiện dự án độ chế con ZD bất kỳ thành xe kéo nha. Mùa dịch ở nhà buồn quá, làm xe kéo đi mua đồ nè. Người ta không cho ra đường nè. Đây, đây là con ZD bất kỳ Jin ha. Đây là bánh nhỏ chạy đường trường ha. Bây giờ chúng ta độ nó lên thành sải nó dài hơn nè ha. Sải bánh nó dài hơn và bánh đường kính bự hơn nè. Cái việc độ này rất là đơn giản. Ở phía trong này chúng ta chỉ cần gắn thêm 4 húp nối dài nè ha. 4 húp nối dài H17 nè. Húp này nối dài 2,5 ra nữa nha. Rồi, ở phía trước thì gắn thêm cản cho nó nè. Là có tông gì thì nó đỡ thôi ha. Rồi. Rồi, chuyển từ H17 đường kính nhỏ nè sang bánh 17 đường kính lớn nè ha. Còn khung sườn này vẫn y chang. Đối với thùng xe kéo á, thì chúng ta dùng bất cứ vật liệu gì cũng được. Nhưng mà ở nhà này, đây nhóc nhà nó có con xe ben là nó không chơi nữa nè, thì chúng ta có lấy cái thùng xe ben nè ha, cái rổ cũng được, nhưng cái thùng xe ben cho nó thẩm mỹ. Rồi cái cầu phía dưới á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cầu của bất kỳ xe gì cũng được. Nên là đây ví dụ chúng ta sẽ dùng xe cầu của xe 10428 hoặc là 12429 ha. Đây đó. Thì do là cầu á, nó sẽ có cái vi sai phía bên trong. Mục đích của chúng ta là cái xe kéo này không cần vi sai, để mà hai bánh quay tự do nó sẽ không có ghì khi mà mình bẻ lái á, bẻ lái phía trước á. Thành ra là chúng ta sẽ bắt buộc phải tháo cầu này ra, gỡ bỏ nhông vệ tinh ở phía trong cùng vi sai ha, để mỗi trục bánh nó quay riêng biệt với nhau. Rồi sau khi tháo cầu vi sai ra, chúng ta tháo bỏ cùng vi sai phía bên trong nè ha. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chuyển nó sang là đây, chúng ta bỏ luôn cả bốn bánh răng vệ tinh ra đây, vì cái bốn bánh răng vệ tinh này chúng ta không có cần kéo lực ha. Rồi xong rồi ráp cùng đi sai ngược cho vô lại nha. Rồi này chúng ta giữ đi, làm mai mốt có thể chế chuyện khác. Như vậy thì hai trục nó sẽ xoay tự do ha, nên nó sẽ không có bị vướng cầu sau. Như vậy nó sẽ đỡ ghì cái lực máy kéo lại. Rồi bây giờ là phần cầu là hoàn thành rồi nè ha. Chúng ta gắn hai bánh bất kỳ nè ha, đường kính 9 cm nè. Hai bánh này phải quay độc lập nha. Hai bánh này dính trục là khi mà mình quẹo á, là cái cầu sau nó sẽ bị lê á. Ví dụ mình quẹo một góc như thế này nè, là cái cầu sau nó sẽ không di chuyển tự do, nó sẽ bị lê. Nên bắt buộc là cái lúc hồi nãy chúng ta phải tháo bỏ vì sai giữa là lý do đó ha. Rồi giờ tiếp theo là ướm nó vô trong cái khung sườn này ha. Này. Ướm vô khung sườn rồi gắn vô phía bên dưới như vậy ha, ngay giữa trọng tâm của cái thùng này. Rồi chúng ta sẽ bắt hai phuộc phía dưới, hai phuộc phía trên chéo nhau ha, một tay linh để giữ nó, để cho nó không có lung lay. Rồi tương đối là hoàn thành nha. Chúng ta sẽ sử dụng 4 phuộc. Độ dài của phuộc thì bằng nhau thì tốt, còn không bằng nhau thì chúng ta phải tính toán làm sao cho cái bánh nó gần ngay giữa tâm của cái thùng ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng 4 phuộc nè. Ở đây shop sử dụng là 2 phuộc của Monster nè, 2 phuộc của bất kỳ hoặc Onroad nè. Ở đây là sử dụng hai cái tay arm ở trên của xe Monster xăng hoặc là bất kỳ xăng của HSB ha. Đấy. Thì như vậy á, hai phuộc này nó sẽ có cái nó sẽ chịu chéo cho nhau á. Đó, hai nó sẽ chịu chéo cho nhau như vậy nè, khi bánh nó hạ xuống á ha. Nếu có thể hạ xuống từng bên cầu được ha. Cái này để làm nhiệm vụ giữ cho cái cầu nó không lắc ha. Rồi là chúng ta sẽ có cái thùng như thế này nha. Đấy. Có thể chịu lực nhúng nè ha. Hai bánh di chuyển độc lập để nó xoay được nè ha. Đấy, khi chúng ta bẻ lái thì hai bánh sau này nó sẽ tự xoay 180 độ, nó không có bị kẹt, không có ghì xe lại. Rồi ok. Bánh nhỏ không hợp lắm ha, nên chung là hai bánh lớn luôn nè ha. Đây.
Rồi để cho thẩm mỹ thì chúng ta chế cho nó thêm cái càng nè ha, càng kéo đằng sau xe đó ha. Đấy, cho nó thẩm mỹ chút xíu. Cái càng này làm bằng miếng sườn của xe HSB nha, HSB điện. Rồi đây là thành quả nè. Đang đây chúng ta chạy thử sao nha. Bây giờ test bịch này 1,5 kg nè, cân nặng 1,5 kg nè, không là sẵn tiện thì chúng ta nâng cấp cho nó bộ camera nè. Camera FPV nè ha, ta gắn lên trên xe rồi. Đấy. Kiếm chỗ gắn lên trên xe rồi á, như vậy mình điều khiển vừa chạy vừa coi màn hình luôn cho chắc cú này.